Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Shiro, mình Shiro của Tài Kinh Mi. Rất vui vì đã được gặp nhau những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại game 1B Fighting Bad. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series solo cùng fan nha anh em. Và hôm nay bạn may mắn mà mình chọn solo đó là bạn AHQ. Tên của bạn ấy đây nha anh em. Tên là AHQ, cấp 31 và hiện tại đang ở rank này, như là rank đồng thì phải. Chắc là rank đồng. Ok, thì clip trước thì mình có solo với một bạn tên Vinh. Bạn ấy theo mình nói ở đầu clip thì khá là khù khờ và nói chung thì chưa biết cách kết bạn. Thì xem theo như qua tin nhắn thì đó là lần đầu tiên solo của bạn ấy luôn. Cho nên mình thật sự đó là một điều rất là hãnh diện và may mắn của mình. Khi mà là người đầu tiên, gọi sao ta, gọi là người đầu tiên solo cùng bạn ấy. Cho nên đó là một điều rất là hãnh diện của mình. Hy vọng là những trận về sau thì bạn ấy sẽ tập luyện nhiều hơn để có thể đánh ghê hơn nha. Lần đầu tiên mà đánh được vậy là cũng ghê rồi anh em. Anh em nào chưa xem được clip đó thì tôi quay lại xem nha. Nói chung là bạn ấy cũng hạ được hai con của mình, đánh 3-3 rất là công bằng. Sang trận thứ hai thì mình đánh hai con là win. Ok, tại vì lần đầu mà anh em, vậy là quá ghê rồi. Bây giờ mình sẽ chấp nhận lời mời kết bạn của bạn AHQ nha. Rồi, ok. Chúc anh em nghe vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ nhấn like, subscribe nha. Bây giờ thì mình sẽ vô trận đấu để không làm mất thời gian của anh em luôn. Ok, chúng ta vào đấu trường, sau đó vào hình đôi găng tay đấm bóc. Và mình sẽ mời bạn AHQ. Bạn này chơi bên server 1652 nha. Rồi, trận hình của mình thì vẫn sẽ như cũ thôi. Mình vẫn sẽ chơi Smoker, Sanji và Mihawk. Hy vọng là trận đấu này thì mình cũng sẽ win một cách dễ dàng nha. Ok, nói chung là lâu lâu mới có dịp bán hành cho các bạn mới chơi. Không biết bạn này thì như thế nào đây, nhưng mà ui, ba con SS. Không ổn rồi anh em ơi, không ổn rồi, không ổn rồi. Chưa gì thấy ba con SS là mình thấy khả năng mình bị sốc mặt liền là cao đó anh em ơi. Không sao, cứ cố gắng hết mình là được nha. Không cần quan trọng, cứ cố gắng hết mình là ok rồi. Đầu tiên là Mihawk nha anh em. Ui, ừ, hụt skill. Ui, phải lên vậy. Sao anh em có thể trúng được cái skill đó nhờ. Holy you. Thật là hài hước quá đi. Rồi, ok, chạy thôi anh em ơi. Chạy họ. Ui, sao bị mới có cú đấm mà nhấp nháy rồi trời. Ui, thanh niên bị buông ngủ kìa. Nhưng mà mình không biết điều đó cho nên là mình không tiếp cận đánh được. Cày thế nhờ. Xuất chiêu. Quái. Phát ra nè. Tung cú đấm nè. Rồi, xong luôn rồi. Mình thấy không ổn nè anh em ơi. Ý, skill này không có tác dụng anh em ơi. Ủa cái vậy? À đù, sao mình non thế nhờ? Cảm giác mình non vãi lên anh em ơi. Sao mình có thể lao vô skill của bạn ấy nhờ? Coi thanh niên này. Cơ hội. Xoay. Rồi không xoay được luôn. Rồi chết luôn. Mình còn quá trời skill chưa dùng luôn này, nhưng mà chết nhanh quá à. Chán thiệt chứ. Mình gà quá anh em ơi. Cảm giác hôm nay mình gà thế nào ấy. Thiệt luôn, vẫn trúng này. Sam bay lên. Bạn ấy có cái skill gì nhảm quá à. Ui, nhảm quá à. Mình không biết là cái skill này là skill gì luôn. Ok, nhưng mà mình sẽ chiến đấu hết mình. Lên chân lửa cái coi. À, này là đá. Cái này là đá nhưng mà lên chân lửa đi em ơi. Bây giờ mới lên chân lửa này. Đó, bây giờ mới lên chân lửa này. Nhưng mà hết đá được rồi sao á. Ê, mà còn đá được này. Quá ngon, đá thêm cái nữa. Đá luôn cái nữa. Ui, gần chết luôn em ơi. Nhưng mà có lớp giáp rồi, chạy thôi. Mình phải đợi chiêu số này hồi thì may ra. Bây giờ nói chung là con tướng này là con tướng khá là cơ động của mình này. Cho nên mình sẽ cố gắng hết mình. Rồi xong rồi đó. Thanh niên Mihawk này xong rồi. Ok, win rồi em ơi. Mihawk đã xong nha. Bây giờ tới Crow. Nói chung ba con SS luôn, cho nên là con nào cũng nguy hiểm cả. Cho nên con nào chúng ta cũng cần phải đề phòng hết. Ui, cái này là đá luôn à. Phải lên vậy. Quái. Rồi xong, dính skill luôn. Quái. Chiêu đó thoát ra được à. Ghê vậy trời. Mình quên mất lần Crow nó có chiêu thoát. Cũng khá là ghê. Này thì hỗn láo nè. Ui, chạy. Đá. Không tới được. Cày thế nhờ. Chạy thôi. Rồi không chạy được luôn. Hay quá. Crow này nói chung skill hơi ảo. Mình chưa có rành về skill của Crow lắm. Nhưng mà không sao, vẫn chiến được. Vẫn chiến được nha anh em. Tập góc nó nè. Đá nè. Xoay nè. Đó, tất cả mọi combo mình đều dồn nó hết rồi đó. Bây giờ chúng ta né sang chỗ khác đã, tại đã đang nhấp nháy nên cũng hơi nguy hiểm. Ui, cái lốc xoáy này nguy hiểm quá anh em ơi. Ui. Phải lên. Hết chân lửa là toan đấy. Ui, dính luôn cả skill cuối. Rồi xong luôn. Skill này là skill gì ta? Bóp nát quả cam hả?
Ui căng nha, skill nghe căng quá nha. Không sao em ơi, chưa chết đâu. Đây là skill cuối nhưng mà mình còn lượng máu lớn lắm, cho nên là chắc chắn là chưa thể nào chết được. Rồi xong luôn, đá không tới luôn. Xong phim rồi đó, mình biết là mình sắp chết rồi đó. Rồi bye bye cuộc đời luôn. Chết ông ta. Rồi chết thiệt luôn rồi. Ok, mình vậy còn một mình Mihawk thôi. Liệu Mihawk có cân hai được không anh em? Let's go. Láo nè, ui sao nó lao tới gặp ngay cái lốc xoáy là sao nhờ. Cay thế nhờ. Có thanh niên này. Thanh niên này tung skill gì đấy? Mình đang nhấp nháy mà tung skill gì đấy? Quay. Skill thoát ra nhảm vãi. Nhảm với chúng tôi, nhảm với chúng tôi, nhảm nhảm. Coi. Skill gì xâm lao đấy. Hồi máu cái đi. Win mình đang ở dính cái ở cái bãi cát này khó chịu quá. Nó như kiểu đầm lầy á anh em. Nó như kiểu là sao ta? Gọi là sao? Rồi hết rồi, xong rồi. Hết cái bãi cát thì thanh niên xong rồi chứ còn gì nữa. Ok, mặc dù bạn ấy chỉ còn xíu máu thôi nhưng mình dùng luôn skill 4 cho chắc chắn. Rồi bây giờ thì sẽ đợi skill nó hồi, nhưng mà không sao cả. À, hồi luôn rồi. Sang trận mới là nó hồi luôn rồi. Quá ngon. Hay, chạy thôi anh em ơi. Đó. Ui. Rồi thanh niên tao vậy. Ui. Sao có thể hụt được skill đó nhờ? Cay thế nhờ. Thôi tha đi mà. Thôi hồi máu đi anh em. Coi thanh niên này. Ê vẫn dính à? Vẫn dính với chúng tôi à. Đây là trận chiến 1-1 nha anh em. Có nghĩa là hai người đều còn cuối cùng rồi, cho nên là phải cố gắng hết sức thôi. Thôi tha. Coi. Nhưng mà vẫn dính à? Cay thế nhờ. Ok được, cũng chơi được đấy. Chém đi. Rồi xong luôn. Thôi mình thua rồi anh em ơi. Có cảm giác là mình thua rồi anh em ơi. Bây giờ thời gian cũng không còn nhiều nữa. Coi, có cơ hội anh em ơi. Có cơ hội. Liệu có win lật kèo được không? Lật kèo. Rồi xong. Bởi còn ít máu hơn mình nhưng mà thời gian còn nhiều nên chúng ta không thể nào mà câu kéo được đâu. Bây giờ bắt buộc là phải vô một trận nữa thôi. Bắt buộc là phải vô chiến đấu nè. Đó. Coi. Quái, đừng nha. Đây, chết thiệt kìa. À, cay thế nha. Ẩu quá, lao vào pha đó đúng ẩu luôn. Rồi ok, 1-0. Tên là AHQ hả? Tên là AHQ thì thành ra mình bị A hạ đúng lúc. Đúng với cái tên của bạn ấy chơi con A để hạ mình luôn. Cay thế nha. Pha lao vào đó ẩu quá. Quá ẩu cho một cuộc tình anh em à. Thấy bạn ấy hết combo rồi cho nên mình lao vô và ký kết. Rồi bây giờ mình sẽ mời bạn ấy thêm lần nữa để đánh trận 2 nha. Nếu mà lần này bạn ấy thắng mình luôn thì chúng ta không cần phải vô trận chung kết. Còn nếu mà bạn ấy thua mình thì chúng ta sẽ vô trận chung kết nha. Phải cố gắng tập trung trận này thôi em ơi. Mình cố gắng tập trung thôi. Ủa sao chưa vô nữa ta? Cái gì đây? Ủa rốt cuộc là mình ai mời ai vậy? Đây nè, mời bạn này là đúng nè. Rồi ok, vô nha anh em. Ba con SS nó có khác nha anh em. Ba con SS có khác, cũng căng thực sự luôn. Rồi ok, trận này mình sẽ cố gắng tập trung hết mình luôn nha. Bạn ấy vẫn chơi đội hình cũ thôi. Cho nên là mình sẽ cố gắng tập trung hết cỡ đi. Hình như là con Crow này bạn ấy chơi con thứ hai nhưng mà giờ đổi thành con thứ nhất thì phải. Ok. Có cả Mihawk nữa, cũng hơi khinh sợ đấy. Nói chung là cũng hơi kinh sợ đó anh em. Cố lên nào. Rồi xong luôn. Ấy vẫn dính này. Rồi chạy đi anh em ơi. Tốt nhất là đó. Biết ngay là Thakuro sẽ dùng skill đó để chạy mà. Rành quá rồi. Mình rành quá mà. Đánh không trúng luôn trời. Xàm thế nhờ. Chạy nữa đi. Rồi đi thôi anh em ơi. Còn 7 giây để hồi chiêu đầu tiên. Ui vẫn dính à. Có nhờ. Coi thanh niên này hung tàn thế. Hung hăng thế nhờ. Win anh em ơi. Yeah, win khá dễ. Crow này đợt này không kịp thả bãi lầy luôn rồi, không kịp thả sa mạc luôn. Tập trung anh em ơi, tập trung để đánh nào. Hay rồi. Rồi, bạn ấy hụt hết 2 skill rồi. À, bạn ấy hụt hết 2 skill rồi, cho nên chúng ta phải tận dụng thời cơ thôi. Giờ bạn ấy chỉ có đánh thường thôi. Giờ chắc là sẽ hồi lại skill nè, cho nên bạn ấy sẽ tung skill trước mình chăng. Mình phải tận dụng trước mới được. Ui, thanh niên, chạy. Uầy, vẫn trúng à. Xàm thế nhờ. Ừ, được.
Được, tạo cái lưới rào này cũng không có tác dụng gì đâu. Tại vì cái lưới này nó mắc cười lắm. Nó vô dụng lắm. Coi 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 coi. Cái gì vậy? Ha hên quá, chạy. Ừ, chạy kịp. Ui. Skill liên hoàn à. Chơi combo liên hoàn thì chịu rồi đó. Ok, 2 2 2 2 2 2. Tung khói mù, tung khói mù, tung khói mù. Bạn đã đang bị dính rồi. Tung khói mù, tung khói mù. Skill cuối nè. Mình ít khi lười, mình lười xài skill kia lắm nha anh em. Mình lười xài skill cuối lắm. Đa số mình đều xài skill kế cuối không à. Rồi, dính luôn nè. Ngon dữ trời. Ý, né được nè. À. Tuyệt vời. Nhưng mà không dính, không né được chiêu này. Mình vừa né được skill kia mới ghê chứ. Không ngờ mình đỉnh vậy luôn. Không sao, chưa chết đâu anh em ơi. Mình vẫn còn một cơ hội nữa. Ok, đây là cơ hội của mình. Đây là cơ hội để hạ mình. Quên rồi anh em ơi. Mặc dù còn xíu máu thôi nhưng mà vẫn có thể chiến được. Đây là người cuối cùng nha. Biết đâu sự mất cơ cũng có thể cân ba thì sao. Cái gì, cái gì, cái gì. Cái gì vậy ai, cái gì vậy, cái gì vậy. Thôi được rồi, đi chỗ khác chơi đi em ơi. Né ra nè. Hết máu rồi cho nên dùng luôn. Ok ok. Đi anh em ơi, đi anh. Di cư, di cư, di cư. Thằng ai này nó còn nhiều máu quá cho nên bây giờ chủ yếu là mình cố gắng cống máu của nó thôi. Cố gắng cống máu là chính thôi anh em ơi. Chứ không thể nào mà mình giết được nó được. Tại vì nó còn rất nhiều máu. Cho nên cố gắng cống máu là ok thôi. Cố gắng cống máu thôi. Ôi, chạy 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 chạy. Thanh niên vừa mít một skill nha. Chạy anh em ơi. Thanh niên đang hung hăng quá. Niên đang ui, không chạy kịp luôn. Thanh niên niên tóc gốc luôn mà. Mà đang hết skill rồi cho nên chỉ biết chạy thôi. Mà cuối cùng thanh niên chơi tóc gốc luôn. Hay quá là hay. Bắn lửa nè. Ui, sao nhảy lên trời không kịp ta. Mình đang bắn nhảy lên trời mà không kịp. Cay thiệt. Ok, chuẩn bị lên chân lửa anh em ơi. Lên chân lửa cái nhẹ nè. Ui, từ 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 từ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh rồi lên chân lửa. Ấy, thanh niên lại chơi skill cũ này. Và cái kết là bị dính đòn liền. Rồi, win này. Trận này mình win khá dễ. Nhưng mà tập trung lại một xíu cho nên là cũng khỏe re. Ui, cái gì vậy? Ui, thanh niên nhấp nháy thì chịu rồi đó. Coi, né hay vậy? Đỉnh vậy chơi. Đỉnh vậy chơi, đỉnh vậy chơi. Đỉnh vậy chơi. Rồi, xin phép anh em mình win game này. Để chúng ta vô chung kết nha. Chưa win luôn nè. Rồi ok, chúng ta vô chung kết. Một đeo. Game sau thì mình cũng sẽ cố gắng tập trung như game này. Và nói chung là nếu mà chiến thắng như game này nữa là ok luôn. Chúng ta đến game 3 nha. Wow, lâu lắm rồi mới trở lại cái clip mà có game chung kết như thế này luôn á. Khá là hấp dẫn. Ok, cố gắng tập trung để chiến thắng anh em ơi. Chứ trận đầu mình thua nhảm quá. Trận đầu nói chung là cũng xém win. Nhưng mà mình mất khá là nhiều công sức và thời gian vào cái game đầu quá, cho nên thành ra hơi nhảm. Bây giờ chúng ta sẽ tới với game cuối cùng nha. Vô bạn ơi. Wow, 8 giây không vô là sao ta? Bạn ấy đang có chiến thuật gì chăng? Úi, không vô luôn này. Thôi chắc mình mày lại ha. Chứ quá giờ. Ok, chúng ta mày lại bạn ấy nha. Vô bạn ơi. Cô ấy thanh niên đang bận gì rồi hay sao anh em ơi. Tiền thành là đang một đèo mà bạn chơi cái kiểu này mình tâm lý quá. Không vô à. Tâm lý quá anh em ơi. Thanh niên chơi chiêu gì đây. Tâm lý quá. Thanh niên chơi kiểu này là mình nói chung là mình bị tâm lý rồi đó. Mình hơi cỡ lực kiểu run sợ đấy. Thanh niên đang làm gì đó ghê gớm quá. Ủa cây vậy. Cây gì ta. Rồi bạn ấy từ chối à. Cây gì ta. Mày lại phát nữa coi. Rồi ok vô rồi. À, tâm lý quá. Rồi vô luôn, thanh niên vô rất là nhanh nha anh em. Vậy là đội hình vẫn như cũ thôi. Ok, có thể là bị lắc hay gì thôi, cho nên mình sẽ cố gắng không bị tâm lý. Chứ bị tâm lý là toàn đấy. Rồi trận này mình cũng sẽ cố gắng như trận hồi nãy, nói chung là hạ cố gắng một mình thằng Skywalker mà hạ được Mihawk với Goro Kodai là ngon. Bây giờ bạn ấy có thể là bạn ấy đã rút kinh nghiệm rồi cho nên là cũng hơi nguy hiểm đây. Cố lên nào. Hay. Đó, mình biết ngay cái skill khốn nạn này mà. Cái skill khốn nạn. Cái skill khốn nạn của thằng Crocodile nó có thể thoát được nha anh em. Thôi chạy chạy chạy. Ok, mình vừa né được một skill kìa. Hay là siêu đánh thường ta. Hay, không né à. Thả rồi em ơi, thả rồi, thả hơi sâu rồi. Thả hơi sâu thì mình phải tận dụng thôi chứ sao. Ui, hụt skill này rồi. Cày thế nhờ, chạy thôi. Ok, chạy em ơi. Mình vừa bị hụt vào cái skill số 4. Cày quá là cày. Cày quá là cày. Hay, vẫn dính này. Ôi chạy 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 chạy. Ủa thanh niên không đánh mình à. Hiền vậy. Sao hiền vậy. Sao nay hiền vậy. Sao nay hiền vậy. Hiền quá luôn ấy.
Ui, thanh niên này hiền rồi anh em ơi. Thế thì mình phải tận dụng cơ hội để ăn trận chung kết thôi. Coi cái lốc xoáy khốn nạn này, cái lốc xoáy khốn nạn. Coi 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 thanh niên này không đánh mình nữa à? Sao hiền vậy? À, thì ra bạn chọn cái chết. Thì ra bạn chọn cái chết. Ủa cái gì vậy? Chiêu này hồi rồi à? Ghê vậy. À, lại chọn cái chết rồi. Win rồi anh em ơi, hay quá là hay. Yes. Rồi, coi như mình đã hạ được Crow cũng khá dễ đây. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ đến với Mihawk nha. Nói chung là khi mà mình chiến thắng người ta, mình ít khi để binh của người ta lắm. Cho nên mình cũng chả biết bạn ấy binh có lắc hay không này đó. Tiếp tục là một skill cũng khá là vô dụng của Robin. Thì chiêu hàng rào. Nhưng mà nói chung phải biết cách sử dụng thì nó mới có lợi ích được. Chứ cái hàng rào của Robin mà sử dụng không hợp lý thì nó rất là vô dụng. Thậm chí nó có thể phản tác dụng rồi nha anh em. Chứ nó có thể phản tác dụng rồi đấy. Cho nên cũng khá là buồn cười với cái chiêu phụ của Robin tạo ra cái hàng rào sầm lao. Hồi nãy mình vừa dùng skill thoát ra để thoát ra khỏi cái lốc xoáy của Mihawk. Anh em có thể thấy đúng không? Một đấm nè. Chạy thôi. Rồi xong rồi đó. Phải tiếp tục là skill hàng rào trắng à. Hay ta. Lần này mình ăn dính combo liên hoàn luôn này. Hay quá nha. Ok. Nhưng mà mình cũng sẽ hạ thằng Mihawk này nhanh chóng thôi. Quái. Cái gì kỳ vậy trời. Ăn luôn cái chiêu này rồi. Không biết có vỡ mồm không đây. Có vẻ kịch bản hơi thay đổi rồi, giờ đây mình phải tập trung lại một xíu cho anh em. Ai cha cha, căng 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 căng. Tình hình đang rất căng luôn. Quái. Quái, quái. Quái, quái, quái. Ui giời ơi, đánh thế này thì đánh làm gì đây? Sao chiêu này dính không? Rồi dính là ngon. Quái. Sắp lao vậy. Dính không, dính không? Không dính luôn, không dính là tiêu rồi anh em ơi, chạy thôi. Một đấm nè, lao tới đánh. Quái. Sao có thể nhấp nháy được như vậy, hay vậy? Đấm 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 đi. Rồi xong luôn. Nhấp nháy nhấp nháy. Có nhấp nháy rồi. Tên điên bị buồn ngủ. Ho ho. Win rồi. Thật là vô tình lộn được cây kiếm nhật anh em ơi. Rồi bây giờ tới ai. Kịch bản cũ lại diễn ra rồi. Cho nên là cố gắng cấu máu là chính thôi. Tên điên này vẫn chơi skill cũ à. Chạy thôi anh em ơi, chạy thôi chạy thôi. Quái 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 thằng ai này. Thằng ai này. Mày liều mạng quá vậy. Ui, chạy. Lần này mình có máu được nhiều hơn nè anh em. Tiếp tục dùng lửa nè, thấy chưa? Mình rành lắm mà. Nói chung là thanh niên vẫn dùng chiến thuật cũ, bắn lửa các kiểu. Mặc dù biết là smoker của mình có thể lao lên trời rồi, nhưng mà thanh niên này vẫn dùng skill đó. Ui, hụt skill nha bạn. Hụt skill, ui, chạy. Đậm thường, ui, né ra. Hay, chạy thôi. Tiếp tục bắn lửa nè, thấy chưa? Lại như cũ, ui. Lần này mình tiếp cận không có đủ khoảng cách rồi, cho nên là bị thanh niên ai đánh cho vỡ mồm. Còn một xíu máu nữa cho nên là cố gắng có máu thêm nè. Ngoài cay vậy. Hụt nè, đấy, hụt skill là mình đánh liền. Tắp góc nè. Hai, có luôn cả chiêu số 4, biết đâu mình win luôn nè. Ui, lật kèo anh em ơi. Lật kèo là đây, 1/3. 1/3, 1/3, còn xíu máu nha, hết giờ là bạn thua đấy. Thôi chạy. Ui, nhấp nháy. Ủa không nhấp nháy luôn ta. Gì nhảm trời. Cay thế nhờ, bãi còn xíu máu kìa. Thôi kẹo ra, mình còn tới hai người chắc chắn là win trận này rồi. Rồi lại tiếp tục chiến thuật cũ nữa hả? Ui. Gì vậy? Ảo vậy? Ảo lòi vậy? Sao có thể ảo lòi vậy nhờ? Thôi mình win nhanh luôn nha anh em. Nhưng mà cũng không muốn là mất thời gian của anh em nên là win nhanh luôn. Yeah. Như vậy là sau hai trận hòa thì vô trận chung kết là mình đã chiến thắng. Nói chung là cũng không để ý binh của bạn ấy cho nên là cũng không biết bạn ấy lắc hay không. Mình khá tập trung vào trận đấu cho nên là nếu mà anh em nào để ý thì anh em có thể để lại comment bên dưới coi binh của bạn ấy có lắc giật gì không nha. Để chúng ta nói chung là biết được một phần nào đó có thể là bạn ấy thua do phần binh lắc. Nhưng mà không sao, do binh lắc hay do gì thì cũng đã thua rồi. Thắng là thắng mà thua là thua. Cho nên nếu mà mong muốn thì lần sau bạn ấy hãy tại phần mềm giảm binh giảm lắc nha. Để solo với mình tiếp nha. Còn lần này thì mình đã chiến thắng rồi. Cảm ơn bạn. Ủa cái gì? Em off day bye. Phải lên. Thanh niên vẫn hơn à. Tại sao có thể nói chuyện phủ phàng vậy được anh em. Ít ra cũng phải. Anh đánh hay quá anh ơi. Lần sau có dịp solo nữa nha. Bây giờ thì em off day. Em hết pin rồi. Phải lên. Sao tôi đừng có thể phủ phàng vậy được anh em ơi. Mình buồn quá. Chiến thắng như thế này thì chiến thắng làm gì. Chiến thắng xong. Ủa cái gì đây. Bạn Khoa Đăng à. Hẹn bạn Khoa Đăng vào dịp sau nha. Tại giờ mình kết thúc clip rồi. Trời ơi, chiến thắng như thế này thì chiến thắng làm gì anh em. Nó không xứng đáng được rồi. Đánh xong rồi bạn ấy nói một cách thật là phũ phàng. Em họp đây, bye. Hết pin rồi. Có khác nào bạn ấy nói thẳng vô mặt mình là tao thua chỉ vì điện thoại tao hết pin thôi. Trời ơi, buồn. Cái kết thật là đau lòng rơi nước mắt.
Ok, dù sao cũng cảm ơn bạn đã cùng mình thực hiện cái clip này và cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình nha. Nhấn like, subscribe để cái kênh để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ nhấn like, subscribe. Bye bye anh em. Ok, bạn Khoa Đăng này thì hẹn bạn vào dịp khác nha. Sorry bạn.